នេះជាត្រីខាត់ហ្វីសស្រស់ៗ 4 ដុំ ខ្ញុំកាត់វាប៉ុណ្ណឹងមក ហើយនេះជាត្រាវ ត្រាវនេះក៏ខ្ញុំកាត់វារៀងជ្រុងៗចឹងដែរ ប្រហែលជា 1 ផោន ហើយនេះគឺជាជីកွန်ឆាយ Bọn đồng bóng nhưng ta đã đặt hai cái đá Hãy chạy khlanh cho đồng bây chiên trao Dương chiên vì ai khơi xong khang phô vì lăng của hôm xa hạt chân hái dương chạm đi chênh mất Rồi hãy nhầm rồi mà xay phía lơ tí tí Là bây dân chiên tới gặp mọi việc tốt lắm ยังเตรียมบานกันรอให้ยังจับไม่ถึง
Dương chiên từng pi một đích ăn hai, là dương chập đam vô viên mà riệp đặt chốt một chân ăn phương. Bà sân bong ôn trong phơi vì ở chân lươn nhưng ta đam tật vía như tật khi mà đam phù hóa nhưng không vô vì mà chạy trô vào đây tới đường chạy là mồm lây mơ sụp dương thua tịnh đi trà nữa đừng chạy vào này bán ấy. Rồi hãy nhâm pram vào cái lạc côn lập phía cà phê score xó còn lạc côn lập phía cà phê bì chén còn lạc côn lập phía cà phê hãy nhâm tục về phút sân đấy dùng ngọt về phu chứ ơi tra nó việc bệnh tịt tịt mất ơi việc hơi á hay sạch tray cái đấy đấy ơi việc riêng hơi tịt tịt mất là bây ở việc chèn chèn hay bong ôn lụa về mưa tam đằng đó là bà sân chìa khoa chìa prai ấy dùng thêm prai thêm tịt tịt đấy tay cầm prai tạc xíu bây giờ đã tạc xíu ở tray ruột chìa cho mọi người thì lấy dùng ngọt về tịt tịt và hai chìa pi tịt 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 đấy ở việc riêng chèn chèn khăng tít lấy khơi thả ban cho ăn lọ hay nhưng lụa viết cứ miên đồ chị là mồm ngắn khơi chặt ra là tầm phong tới là nên nhầm miên đi fry gà lấy về dừng riệp nhắm chạm nhận đại trâu nữa ai chi con trai mày nấy nhưng còn đặc biệt vì riêng thông thông không có bản năng máu như rồi đã bị lừa tới đầm bể mì ruột chết chui bên sụp dưới ban cho ăn rụi rồi hay